Ok, xin chào mọi người. Tiếp tục với công việc của mình là vlog hàng ngày của mình ha. Thì hôm nay thì mình có một nhân vật cũng khá là cũ trong cái vlog cái kênh của mình rồi. Đây là bé comment nha mọi người. Đây, lấy nét kỹ cái mặt đó. Lấy nét khó nha. Đây. Mon mặt. Biệt danh của nó là Mon mặt ngu nha mọi người. Nó khá là ngu. Đây thì mình hôm nay thì mình không làm clip về con này, mà hôm nay là mình làm clip về cái này nha mọi người. Xin mạn phép che địa chỉ nha. Rồi. Thì đây mình sẽ khui hàng ra nha. Đây, nhân vật chính của mình hôm nay, ngày hôm nay. Đây là cám Kama nha mọi người. Đây là cám thức ăn gọi là rất là tốt cho rùa. Kích thích rùa lên màu cũng như là việc mà gọi là bổ sung chất, khá là dưỡng chất tốt cho rùa ha mọi người. Đây, đây là một cám thêm. Rồi. Thì đây thì tình hình do cái tình hình dịch hiện tại á, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khá là căng thẳng, thì mình ngại ra đường đi mua thức ăn cho cá mồi cho rùa á, cũng như mấy ngày Tết á, thì mình sợ nguồn thức ăn cá mồi không có, thì mình đây là cái lựa chọn thích hợp cho mấy bạn nuôi rùa ha mọi người. Đây là ngoài ra đây là cám Kama nha. Thì ngoài ra cám Kama nó còn có ba loại dạng nữa theo mình biết nha. Cái cám này là cám giúp hỗ trợ lên màu, giúp cho con rùa nó sẽ tăng kích thước cái màu da của nó và kích thích mai của nó ra màu cam nha mọi người. Ngoài rồi đây là cũng là một cái dạng của cám Kama luôn. Đây là cám Kama Terrapin. Đây. Trọng lượng túi nè, mùi thơm nè, đây nè. Với độ đạm cao cung cấp nhiều dưỡng chất vitamin và khoáng chất hữu giúp cơ, giúp hỗ trợ đường ruột, giúp tiêu hóa tốt, phát triển nhanh, giúp vỏ, nói chung là nó khá là tốt. Cái hạt này dạng chung, còn cái này hạng hạng size S và size một bịch niêm. Một bịch này là 1 kg mọi người. Bịch như thế này là 1 kg. Thì một bịch 1 kg này mình cho tổng cộng là 4 con rùa ăn thì có thể là gần cả năm chưa hết. Rồi ok. Thì so với mình rồi tiếp theo thì mình nên nói về giá tiền của nó nha. Thì một bịch như thế này á mình mua nha, ở shop á thì với giá là 230.000 một gói 1 kg. Và tặng thêm 100 g, tặng thêm 100 g cám khác để thử sản phẩm á, thì mình chọn cái rùa khác, cái dạng cám khác là Terrapin, còn dám này cám Kama lên màu nha mọi người. Rồi thì giống như mình nói trước thì cái giúp ngoài cái thực phẩm này, thực phẩm bổ sung cho rùa, giúp cho rùa ăn phát triển tốt, mà cái này còn ngoài ra còn giúp cho rùa tăng màu nữa. Thì mấy bạn muốn kích thích màu da của con rùa nó lên như thế nào á, thì bạn mình tiết kiệm nhất thì mấy bạn nên mua bịch 1 kg như mình luôn cho nó ăn cho lâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui cái bịch này ra có cái gì bên trong nha mọi người. Đây nó có cái pull tab to open nè. Mình kéo nè. Ok. Đây. Đây là cám Kama nha mọi người. Wow. Theo trạng thái ban đầu của mình á, theo mình review về cám này á, mình thấy nó rất là thơm, thơm cực kỳ luôn. Đây là cái hạt của nó nha mọi người. Đây, đây là cái hạt của nó. Hạt có màu cam như thế này nha. Thì sau này khi mà con rùa nó ăn á, vô á nó sẽ kích thích màu lên màu cam như thế này nha. Thì cái hạt này thì nó khác. Màu các bạn có thể thay so sánh. Cái này là terrapin nha, còn cái này là lên màu nè. Thì hai dạng màu hạt nó khác. Hạt này thì mình mua lại ép cho rùa. Rùa nhỏ nó vẫn ăn được mà rùa lớn nó vẫn ăn được nha mọi người. Mấy bạn nếu mấy bạn nuôi rùa lớn thì mấy bạn có thể cho mua lại hạt size L luôn.
Còn mình thì nuôi tới tới ba con rùa nhỏ là mà chỉ có một con Ali là size to thôi, nên mình mua cái loại dạng như thế này luôn. Rồi thì ngoài cái kích thước mày ra này á, thì nó sẽ có một cái nhược điểm. Theo mình thấy là cái một nhược điểm này cũng khá là, nếu mà bạn cũng có thể chấp nhận được, là khi mấy bạn cho nó ăn cái cám cama này á thì nó sẽ lên màu, nó lên màu cũng khá là đẹp luôn, nhưng mà khi mà các bạn ngừng cho nó ăn rồi á, nó sẽ xuống màu lại nha, và có khi là xuống màu cũng khá là xấu. Theo mình thấy là vậy, nên mấy bạn nếu đã một khi đã cho nó ăn rồi á thì mấy bạn có thể cho nó ăn, cứ cứ cho nó ăn tiếp thôi. Rồi ngoài cám cama này á, theo mình biết là còn có rất là nhiều loại cám ở ngoài thị trường khác, như là cám bà lan nè, hỗ trợ lên mao, lên 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 màu, mình cũng có ở trên kia nữa, thì hỗ trợ giúp lên màu vàng á. Còn cám tiếp theo là cám tê tê tra, và cám này khá là mắc, cái bịch này 230.000 một ký. Còn cái cám tê tra thì tới 150.000 100 g, là nó gắt gấp mấy lần so với cám cama này, nên mình chơi theo kinh tế thì mình chơi cám này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho con rùa mình ăn thử cái cám này nha mọi người. Và các bạn nha, mấy bạn để ý nè, bây giờ ha, đây là bé Comin nhà mình nha mọi người. Đây mấy bạn có thể thấy nè, đây là màu sắc của nó, da bé nha. Thì mấy bạn có thể lưu cái video này lại, và trong vòng 2 tháng sau, tầm 2 3 tháng sau, khi mình cho nó ăn cám cái cám cama thì nó sẽ thay đổi như thế nào nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho đồ ăn thử cám nha. Tại sáng mình cũng cho nó ăn rồi nên mình cho ăn ít thôi. Đây là cám nha mọi người, mình bỏ vô nè. Đó, bạn có thể thấy ăn rất là ngon nha. Một cái nhược điểm nữa là khi mình cho nó ăn cám này á thì nó sẽ đi phân ra màu cam luôn nha mọi người. Thì không phải nó đi ra máu mà nó đi ra cái màu của cái con cái cám này nè, không có sao hết nha mọi người. Con com của mình nó ngu lắm. Mọi người có thể thấy ha, ăn khá là liên khá là ngon. Khi mấy bạn cho ăn cám này á, mấy bạn chịu khó nên phơi nắng thường xuyên nha. Rồi để mình thử cho nó ăn thử luôn cái loại cám terrapin này luôn nha. Mình có thấy không nữa, cái này mình mua về cho con aligon mình ăn, hạt này nhỏ quá. À, hàng này hàng tặng nha mọi người, nó cũng khá là thơm đó, cho ăn khá nhiều. Chứ thường thường mình cho nó ăn 1 phần 3 như vậy thôi, chứ mình không cho ăn nhiều như vậy, mình sợ nó bị khó tiêu á. Cám này cá như trên trên tinh thần mình nuôi cá hồi trước á, mình không cho ăn cám nhiều tại mình sợ nó bị khó tiêu á. Rồi ok, mấy bạn nhớ màu nó sắc nó như thế này nha. Trong vòng 2 tháng sau mình sẽ cập nhật tình hình bé này cho mọi người coi. Và mấy bé flo mấy mình cũng sẽ cho ăn cám cám này cám cama luôn. Rồi ha, chào mọi người.